Cúng rằm tháng Giêng 2022 ngày nào, giờ nào đẹp? Người xưa quan niệm cúng cả năm không bằng ngày rằm tháng Giêng. Vậy rằm tháng Giêng năm Nhâm Dần 2022 cúng vào ngày nào, giờ nào tốt nhất? Ông cha ta có câu: cúng cả năm không bằng ngày rằm tháng Giêng. Điều này cho thấy tầm quan trọng của ngày này. Đây cũng là ngày lễ quan trọng cuối cùng trong chuỗi sự kiện liên quan đến Tết Nguyên Đán. Nhiều người cho rằng phải qua rằm tháng Giêng mới thực sự hết Tết. Vào ngày rằm tháng Giêng, ngoài việc lên chùa cầu an hay cúng sao giải hạn, các gia đình thường làm mâm cơm cúng dâng lên tổ tiên, bày tỏ thành tâm. Năm nay ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán trùng với ngày mùng 1 tháng 2 dương lịch, vì vậy ngày 15 tháng Giêng rơi vào thứ ba, ngày 15 tháng 2 dương lịch. Theo lịch Can Chi là ngày Kỷ Hợi, ngũ hành mộc, sao vĩ, lục nhâm tộc hỷ. Đây là ngày đẹp và phù hợp nhất để thực hiện cúng rằm tháng Giêng 2022. Tuy nhiên, cúng rằm tháng Giêng 2022 vào thời điểm nào trong ngày rằm là tốt, và một số người còn thắc mắc cúng trước rằm tháng Giêng vào ngày 14 âm lịch có được không? Về vấn đề này, theo chuyên gia phong thủy, Tết Nguyên Tiêu hay rằm tháng Giêng được bắt đầu từ đêm ngày 14 đến hết đêm rằm. Hiện nay nhiều người linh hoạt cúng trước một ngày vào 14 tháng Giêng năm Nhâm Dần, tức 14 tháng 2 năm 2022 dương lịch, là do không thể sắp xếp được thời gian. Tùy thuộc điều kiện mà gia chủ có thể lựa chọn việc cúng rằm tháng Giêng 2022 sớm hơn vào ngày 14 tháng Giêng âm lịch, vì ngày này cũng khá tốt. Nhưng việc cúng lễ nên tiến hành từ sáng sớm ngày 14 tháng Giêng âm lịch đến trước 19 giờ ngày rằm tháng Giêng âm lịch. Khung giờ đẹp để thực hiện cúng rằm tháng Giêng 2022 vào ngày 14 tháng Giêng âm lịch gồm: giờ Thìn 7 giờ đến 9 giờ, giờ Hoàng đạo Thanh Long; giờ Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Hoàng đạo Minh Đường; giờ Thân 15 giờ đến 17 giờ, giờ Hoàng đạo Kim Quỹ; giờ Dậu 17 giờ đến 19 giờ, giờ Hoàng đạo Bảo Quang. Nhưng lễ cúng rằm tháng Giêng 2022 sẽ tốt hơn nếu cúng đúng ngày với các khung giờ đẹp như sau: giờ Thìn 7 giờ đến 9 giờ, giờ Hoàng đạo Tư Mệnh; giờ Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, giờ Hoàng đạo Thanh Long; giờ Mùi 13 giờ đến 15 giờ, giờ Hoàng đạo Minh Đường. Lễ cúng rằm tháng Giêng thường vào giờ Ngọ, tức là từ 11 giờ đến 13 giờ ngày chính rằm, xưa nay được cho là tốt nhất. Tuy nhiên hiện nay nhiều người vì bận rộn với công việc nên có thể tùy cơ ứng biến mà cúng vào các ngày, giờ khác nhau, cốt yếu là thể hiện tấm lòng thành kính, biết ơn với tổ tiên.